Mới đây, một pha mở tủ lạnh trên công ty sau 4 tháng nghỉ dịch vừa xong đang khiến mạng xã hội sởn gai ốc. Trong ngày đầu tiên quay trở lại văn phòng, một cô nhân viên tiến tới mở tủ lạnh mà không nghĩ ngợi quá nhiều. Nào ngờ bên trong đã quá kinh khủng như này đây. Vì thấy tủ lạnh vẫn chạy, đèn sáng nên cô nàng đã không nghĩ tới cảnh tượng này. Nhiều cư dân mạng cho rằng dù tủ lạnh vẫn cắm điện, nhưng trong 4 tháng không thể tránh khỏi việc đồ ăn hư hỏng, các sinh vật lạ xuất hiện từ đó. Một giả thuyết khác đưa ra là có thể trong quá trình đóng cửa công ty đã có thời gian đóng cầu giao tổng, cắt điện toàn bộ khiến cho tủ lạnh ngưng hoạt động một thời gian. Nhiều đó cũng đã đủ để vi khuẩn và bọ sinh sôi, đồ ăn hư thối. Loạt cái kết của những chiếc tủ lạnh sau đợt nghỉ dịch dài là bài học lớn cho chúng ta. Đi đâu mà nhắm lâu lâu, hãy dọn sạch tủ lạnh hoặc đảm bảo nguồn điện nhé.